Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang có cái thử thách là nếu ai chụp được cái tờ 500 này là sẽ là lấy luôn. Là mình sẽ như thế này, là mình thả bất cứ lúc nào thả, ai chụp được là sẽ lấy luôn tờ 500 này. Rồi bắt đầu nha. Rồi em. Ôi lần đây chậm như thế. Bắt đầu chưa? Rồi. Bắt đầu chưa? Không được đưa dưới, ở giữa cái tiền. Bắt đầu chưa? Trong này căng quá. Giữa tiền. Bắt đầu chưa? Rồi. Mình sẽ tìm mày nữa. Bắt đầu chưa? Năm trăm nha, liệu anh Mộc có lấy được hay không nha? Một phát này là khỏi cần đi làm nữa. Gì ấy đâu? Ta còn chưa nói gì mà. Sáng chưa? Một tay thôi. Sẵn sàng chưa? Em thả bất kể lúc nào thì phải chụp được là lấy luôn nha. Lần hai nha, lần hai mà không được thì là... Sẵn sàng chưa? Em chuẩn bị kỹ rồi chưa? Ba ngày thấp xuống hơn. Lần bốn. Không được thấp quá. Thấp trung nhiên quá. Đây nha mọi người nha. Phần thưởng chị này đã chụp được, giờ có 500.000 nha. Yes sir. Ok nha anh em. Anh nói là chắc tại vì anh đi xe số không có bồ, gặp chạy tay ga có bồ mà cũng không phải nữa. Mà nhìn cái xe anh chạy nè. Vô xong chở con gái tao mà chạy cái bô bụp thiệt, gặp em cũng không chịu nữa, em không hiểu sao làm bô vậy chi.